Báo lên, báo lên, các ngươi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta đây, lũ xì trôm. Lần này lũ xì trôm xanh lè đáng ghét các ngươi sẽ thuộc về ta. Đúng một năm Tiết Quân Nương đã trở thành một trong chúng ta. Và nhân sự kiện trọng đại này, ta tuyên bố hôm nay sẽ là ngày Tiết Quân Nương. Ta có món quà này để tặng cho con đó Tiết Quân Nương. Mùi thơm thật dễ chịu, con cảm ơn Tiết Vương. Và đây là cái bánh dâu đặc biệt dành cho cô nè Tiết Cô Nương. Cảm ơn Tiết tham ăn. Một món quà bất ngờ cho cậu đây. Tiết bá thật là dễ thương. Ngờ, phải có gì tặng cho Tiết Cô Nương chứ. Khi Tí Cô Nương đeo cặp kính màu này vào, cậu ấy sẽ thấy mình là người đẹp trai nhất trên đời luôn á. Mọi thứ nhìn vẫn bình thường. Ồ, nó không có hoạt động, mình phải làm gì bây giờ? Cầu vọng, hình như mình có nghe Tí Vua nói rằng đôi khi cầu vọng có thể tạo ra được phép màu. Bây giờ mình chỉ cần đọc câu thần chú của Tí Vua là được rồi. Cầu vọng hãy tỏa sáng, hãy làm cặp kính này trở nên màu nhiệm. Wow, thành công rồi. Nhìn mình bây giờ thật là đẹp trai. Tí Cô Nương nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ thích mình thôi. Mình ghét nhảy múa. Hình như là sắp có một cơn bão rất lớn. Khi cơn bão kéo tới ngôi làng của bọn xì trùm mèo Ara, nó sẽ thổi bay tất cả bọn chúng đến bờ sông này, nơi ta đã giăng sẵn cái lưới. Tí cô nương, cái này mình dành tặng cho cậu nè. Nó thật là đẹp và sáng rực rỡ. Cảm ơn Tí khéo tay. Thử đeo vào liền đi Tí Cô Nương, và hãy nhìn mình đi. Trời sắp mưa rồi, buổi tiệc làm sao đây? Nhưng cậu vẫn đeo kịp mà. Ôi trời ơi, mình sợ sấm chớp. Hãy đeo kính đi, mau lên Tí Cô Nương. Một cơn bão rất lớn, nhanh lên, tất cả hãy vào trong ha. Sao không thử cặp kính ngay bây giờ đi Tí Cô Nương? Tí khéo tay. Tí Cô Nương à. Cứu mình chứ. Chờ chút, Tí Cô Nương, mình sẽ cứu cậu. 95, 96, 97, 98. Vẫn còn thiếu hai là Tí Khéo Tai và Tí Cô Nương. Không phải đi tìm họ. Tí Dụng về, Tí Cận, Tí Ngộ, mau theo ta. Mình ghét bão. Lần này cậu đi trước đi Tí Dụng về ơi. Được, mình sẽ đi. Tí Dụng về, tại sao lúc nào cậu cũng làm cho mình thất vọng vậy hả? Không thấy ở trong làng, hãy ra bờ sông tìm xem. Xin chào ngài nhện. Ngài thật là xinh đẹp. Lại bay nữa rồi. Tạm biệt. Tí Cô Nương, cậu ở đâu vậy? Kỳ lạ, sao chẳng có đứa nào vậy? Đợi đã, đó có phải là một tên xì trung đang bay tới không hả mèo Ara? Đã quá, mình đang xuôi theo dòng sông. Tuyệt. Ta đã tóm được một con cá lớn. Ôi, lão gà mên, ông thật là đẹp trai. Bộ ngươi đã mất trí rồi hả? Cái gì? Cơn bão đã tan rồi sao? Tức tiệt.
ta chỉ bắt được một đứa xì trung khốn khổ đáng ghét này thôi sao? Lẽ ra ta nên dùng thêm bột làm bảo. Ôi lão gà Min, ông thật tuyệt vời. Gà Min, thật tuyệt vời. Trời ơi, cơn bão đã làm nó lú lẫn luôn rồi đó mèo Ara. Đúng là một chú mèo đáng yêu. Có thật là ngươi không mèo Ara? Tí cô nương, tí khéo tay. Tí cô non, hú, cô nương đang ở đâu vậy? Đúng vậy, các cậu đang ở đâu? Mình ghét là hẹt. Thôi tí vua, tí cô nương đã bị bão cuốn đi rồi, tìm khắp nơi cũng không thấy nữa. Vậy thì phải tiếp tục tìm, các con hãy chia nhau ra mà tìm. Và chúc may mắn. Con ghét chia nhau ra tìm. Ta không bao giờ thừa nhận thất bại đâu mèo Ara. Không bao giờ, không bao giờ. Nếu kế hoạch này không thành công thì ta sẽ nghĩ ra một kế hoạch mới tàn ác hơn. Dù ngay cả khi chỉ còn lại một con si trung duy nhất. Tất cả đều thành công. Một thần đã tạo ra bão và cả cái lưới khổng lồ, nhưng không bắt được tên nào. Đừng buồn vì đã có tí cô nương ở đây rồi. Câm miệng con nhỏ si trung khốn khổ và đáng ghét kìa. Nhưng ông thật sự rất đáng yêu. Ông là âm nhạc, ông là bài thơ, ông là... Cầm ngay! Ngươi làm cho ta phát chán. Nhưng... Đừng nói gì nữa cho tới khi ta nghĩ ra nên làm gì. Hoặc ta sẽ cho mèo Ara nó ăn thịt ngươi. Có cách rồi, có cách rồi. Ta sẽ biến ngươi thành đầy tớ của ta. Giống như lúc ban đầu khi ta tạo ra ngươi đó. Miếng vải áo của tí cô nương. Ồ, và vàng của chúng ta. Không lẽ đó là lão gà mên? Ồ, không, nếu như tí cô nương đeo cặp kính đó vào thì... Đây rồi, cô ấy đang hát. Chắc cô ấy đang đeo cặp kính đó vào. Tí cô nương, mình tới để cứu cậu đây. Cái này cho ngươi đó tí cô nương. Nếu có được ngươi ở trong tay, ngươi sẽ dụ tất cả bọn xì trông kéo tới đây để nộp mạng. Giờ thì ngươi hãy gỡ cái cặp kính ra đi. Xì trông ơi, ông thật sự đúng là lão gà Minh đáng sợ và xấu xa. Mình đến đây tí cô nương. Chắc là do cặp kính này, lão gà Minh ghê tởm và bẩn thỉu. Ngươi nói không sai. Ta ghê tởm có đúng không? Chứ không phải là thật tuyệt vời. Giờ thì xem ta làm gì ngươi đây. Đừng mà, làm ơn. Đó là giọng của tí cô nương đó tí vua. Phải cứu tí cô nương ngay lập tức. Mình ghét lão gà Minh. Sau khi ngâm mình trong cái thứ nước này, ngươi sẽ trở nên ghê tởm như ta đó. À, có ta đây. Cứu mình. Đi tí cô nương, mau lên. Lão cảm ơn, hãy thả hồn mau. Thả bọn chúng à? Đừng hòng, đừng hòng mèo Ara. Canh chừng bọn chúng khi ta chăm sóc tí cô nương. Người là lão cảm ơn hèn hạ, bận thiểu xấu. Nữa đi, hát nữa cho ta nghe đi. Miệng lớn đói bụng và muốn ăn. Hả? Ồ không. Có gì ăn không? Chắc chắn rồi, đó miệng lớn à. Tất cả thức ăn đều ở trong cái tủ ở đằng kia. Tất cả là lỗi của con thưa tí vua, con đã làm ra cặp kính màu xì trâm kia đó. Cặp kính màu xì trâm, nó có tác dụng ra sao? Dạ cũng hơi nguy hiểm. Nhưng nó có thể sẽ có ích cho tí khéo tài à. Miệng lớn vẫn còn đau lắm. Nhưng mà bây giờ ta không còn chút thức ăn nào. Miệng lớn sẽ điên khi đói đó, có nghe chưa? Ô thưa ngài miệng lớn, tôi sẽ chỉ ngài cách tìm thấy những thức ăn mà ngài cần. Nhưng những thức ăn ta cần hay lắm. Nếu như ngài muốn tìm thức ăn ít thì kính màu hả? Ngài hãy tự nhìn đi. Không đừng. Lão phù thủy nhìn có vẻ rất hấp dẫn. Con mèo thấy cần quá à.
Không, ông lầm rồi, miệng lớn, tất cả đều do cặp kính đó. Ông lầm rồi, báo lên, hãy ra khỏi nơi đây. Mèo ở ra. Miệng lớn, rất muốn à. Không, hãy tránh ra, ta không phải là thức ăn. Hãy tránh ra, ta không phải là thức ăn. Mình ghét cười đùa. Quang hô tí cô nương. Quang hô. Mình đã gây ra chuyện lớn rồi. Tí khéo tay, sao cậu lại không tham gia vào bữa tiệc? Tí khéo tay không sao chứ. Ra tay đi tí cô nương, hãy xì trâm mình một cú đi. Mình đáng bị như vậy mà. Xì trâm một cú hả? Và mạnh hết sức. Cậu chắc chứ tí khéo tay? Chắc như đinh đóng cột luôn. Thôi được, hãy coi đây. Mình cứ tưởng cậu sẽ giận mình lắm vì mọi chuyện đều do cặp kính đó mà ra hết đó. Không cần dùng cặp kính đó để mình thích cậu đâu tí khéo tay à. Không cần ư? Phải, mình thích cậu vì chính con người cậu á. Có thiệt không? Ồ, anh được. Vậy mình sẽ làm cho cậu một món quà chưa bao giờ có từ trước tới nay. Mình ghét bị dẫm. Chơi bóng xì trâm không vậy? Không, cảm ơn. Ơ trời, tí mộng mơ không muốn chơi với mình nữa hả? Tí mộng mơ đi hái dâu bằng cái máy này với mình không hả? Không, cảm ơn tí khéo tài. Mình muốn cái gì đó sôi động, chẳng hạn như đi phiêu lưu đến những miền đất mới, khám phá những thứ không có ở đây. Mình phải nói chuyện với tí vua về chuyện này mới được. Con định đi đâu hả tí mộng mơ? Con muốn đi du lịch vòng quanh thế giới thôi tí vua. Điều đó thật là điên rồ. Con có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm ở trên đường đi. Con biết thôi tí vua. Nhưng con muốn xì trâm những chân trời mới. Giấc mơ này còn lớn hơn những gì con tưởng tượng nữa. Ngày mai con sẽ lên đường liền. Có thể các tí khác sẽ thuyết phục nó ở lại. Mình sẽ nói chuyện với chúng. Hy vọng là được. Của cậu nè tí mộng mơ. Và ngày mai mình sẽ mang đến một cái nữa. Và ngày mốt một cái nữa. À, cảm ơn nha tí tham ăn. Nhưng mình không có đói. Chắc phải cần tới món đặc biệt bất ngờ của mình thôi. Nè tí cận, đây là món quà đặc biệt của cậu nè. Tặng cho mình hả? Là cái gì vậy ta? Yeah. Có thấy vui không tí mộng mơ? Mình nghĩ chắc chắn cậu sẽ ở lại. Mình nói có đúng không? Sai rồi. Tạm biệt tí mộng mơ. Nhớ về sớm. Cẩn thận nha tí mộng mơ. Hãy luôn nhớ những gì tí vua đã nói về những mối nguy hiểm ở trên đường. Tí mộng mơ, giữ chiếc còi phép thuật này. Bất cứ lúc nào con gặp nguy hiểm, hãy thổi nó và con sẽ lập tức quay trở về đây. Con cảm ơn tí vua. Và chúc may mắn xì trùm bé nhỏ. Tạm biệt tí mộng mơ. Mình ghét tạm biệt. Tạm biệt các xì trùm. Tạm biệt nha. Mình sẽ leo lên đỉnh núi cao nhất, băng qua biển sâu nhất, và sẽ đi tới những miền đất xa nhất, nơi chưa có xì trùm nào đặt chân tới. Đi phiêu lưu làm mình buồn ngủ quá trời luôn à. Cái gì vậy? Có ai ở đây không? Không có gì phải sợ. Cứ tiếp tục đi ngủ. Ôi trời, chắc là mình phải thổi cái còi của tí vua đô trọ thôi. Không phải quên ngay chuyện đó đi. Phải nhìn thấy cả thế giới này. Trước hết phải vượt qua cơn mưa này trước đã. Dù sao ít ra mình cũng không bị ướt.
Xì trong vòng quanh thế giới thật sự không vui như mình nghĩ chút nào hết. Ta rất thích những ngày mưa lầy lội như thế này. Còn ngươi, mèo Ara? Cái gì đây hả mèo Ara? Ôi, hết thức ăn rồi, bây giờ mình đói quá. Cố lên đi bao tử, sẽ tìm thấy thức ăn nhanh thôi. Không có lý do gì để buồn khi chỉ mất một cái trứng nhỏ. Ý ta là người không ngại chia sẻ với ta chứ, có phải không? Bao tử ơi, vậy là mất ăn luôn rồi. Phiêu lưu chính là một phần xì trong trong con người của mình mà. Vậy có phải tốt không? Cách đi này thật là xì trong. Cứ xuôi theo dòng sông này cho tới khi buổi chiều ta. Lẽ ra thì ta nên được ăn lũ xì trong thay vì cứ ngồi đây chờ cá cắn câu, có đúng không hả mèo Ara? Theo dòng sông này la 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 la, cứ xuôi theo dòng sông này la 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 la. Ô, tốt quá, một tên xì trung. Thật là một ngày may mắn. Ôi, không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Lão gà mệt. Một tên xì trung thật đáng ghét nhưng rất ngon lành. Tên này hơi ốm một chút nhưng dù sao vẫn còn hơn là không có. Hả? Mau thả ta ra, lão phù thủy gớm ghê. Cứu tôi ra. Cứu tôi ra. Lão gà mên, nếu ngươi làm ta đau, tí vua nhất định sẽ xì trâm nhà ngươi đó. Có nghe không mèo Ara? Chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới này không giống như mình dự tính rồi. Ồ, và sẵn đi tên xì trung đáng ghét kia, vật rẻ tiền xấu xí này có phải là của ngươi không vậy? Phải. Không không, ý ta là đừng có thổi nó trước mặt của ta mà. Sao? Đừng có thổi nó à hả? Ô trời, phải chi người thổi đó là mình. Hả? Ồ, ngôi làng xì trung. Ta không biết vì sao tới được đây nhưng mà ta không có quan tâm. Sao bên ngoài ồn ào quá vậy? Trời đất, đó chính là lão gà mên. Nhưng tại sao phải mau nghĩ cách mới được? Lần này ta sẽ tóm hết tất cả tụi bay. Cánh quả là giọt sương, hy vọng mày làm được. Nếu không thì trông coi như là chấm dứt. Bây giờ thì hãy đi tìm lão gà mên. À, lão kia rồi. Lão gà mên. Thì ra là lão tí vua. Ôi không, lão bắt được tí vua rồi kìa. Mình ghét lão gà mên. Ta sẽ để ngươi trên đỉnh chiếc bánh xì trong pudding của ta. Đó, chuyện gì đã xảy ra với ta vậy hả? Ôi, cảm ơn con tiên đồ. Có chừng lão ngã xuống kìa. Chạy nào, chạy ra. Ngươi đã làm sập nhà của ta rồi lão gà mên à. Ngươi làm ta giận quá, ta chỉ muốn hét lên. Ôi tí cô nương thân mến, ta thật sự xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho ta. Ôi các bạn xì trung đáng yêu, ta rất yêu các bạn. Ta hứa sẽ không làm hại các bạn nữa. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Tí vua ơi, chuyện gì xảy ra với lão gà mên á? Ta đã cho lão uống thần dược để trở thành người tốt và hiền lành, nhưng không biết tại sao lão có thể tới đây được nữa. Tí vua ơi. Dạ, con tìm thấy được cái này nè, ở gần nhà con đó, cái còi của tí mộng mơ. Cái này giải thích vì sao lão gà mên tới đây được. Lão gà mên, chủ nhân chiếc còi này hiện đang ở đâu? Ở nhà của tôi. Thôi chết rồi, cậu ấy ở một mình với mèo Ara. Thật là một tai họa. Nó sẽ ăn thịt tí mộng mơ mất. Lên đường thôi các sư trung, có thể vẫn còn kịp. Khoan, chờ tôi với, có thể tôi sẽ giúp được.
Nếu mình có thể tháo được sợi dây này trước khi... mèo anh à! Phải chạy thôi, nó sẽ ăn thịt mình mất. Nhanh hơn nữa, mình ghét chạy nhanh. Ngươi sẽ không bắt được ta đâu, con mèo xấu xí kia. Nhanh hơn nữa. Mình ghét chèo xuồng. Không, ta chỉ đùa thôi mẹ. Trời ơi, ngươi không xấu xí thiệt đó. Ta nói thiệt mà, đừng có xô nữa. Có thể ngươi không tin ta, nhưng thịt của ta ăn không có ngon đâu. Ta nói thiệt đó. Mèo Ara, dừng lại. Người không thấy xấu hổ khi được bắt người bạn xì trong bé nhỏ đáng thương của ta hay sao? Hả? Hãy cút đi, ta chỉ thích những chú mèo hiền lành tốt bụng thôi. Rất vui được gặp lại con. Cái gì vậy? Hả? Chuyện gì đã xảy ra với ta vậy? Thuốc sắp hết tác dụng rồi, chúng ta phải ra khỏi đây mau. Quá muộn rồi, lũ xì trong khốn khổ kìa. Chỉ lừa ta một lần thôi, lần này thì đừng hòng chạy thoát. Một tên nữa, lại thêm một tên nữa, thêm một tên nữa. Bắt được rồi, đã bắt hết bọn chúng. Nào mèo Ara, chúng ta sắp sửa có được một yến tiệc xì trung. Có cách nào để thoát khỏi nơi này không hả các xì trung? Rồi ngài sẽ tìm ra cách thôi thưa tí vua. Mình ghét cái tủ. Thưa tí vua, vì con cho nên chúng ta mới bị như vậy đó. Thôi nào tí mộng mơ, con đừng có tự trách mình nữa. Nếu như có cái còi phép thuật ở đây, chắc là chúng ta sẽ thoát được. Mình đang giữ nó đây. Tuyệt vời. Vậy mọi người hãy nắm tay nhau. Cuối cùng thì nước đã sôi. Bây giờ là nguyên liệu chính của món ăn. Cái gì? Chúng biến mất rồi. Ta nhất định không chịu đâu. Ta không chịu đâu. Ta không chịu đâu. Nè, tí mộng mơ, con muốn phiêu lưu nhưng vẫn chưa đi xa lắm. Con có muốn thử lại một lần nữa không? Dạ không thưa tí vua. Ở nhà của mình cũng đủ thú vị rồi. Hay lắm. Tạm thời vậy thôi à.